Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin 24 giờ bóng lăn được phát sóng trên kênh VFF Channel, nơi cập nhật đầy đủ mọi thông tin về bóng đá trong nước cũng như quốc tế trong 24 giờ qua. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng điểm qua phần tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Lịch thi đấu vòng 7 Nuti Cà Phê V-League năm 2018. Quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 1-8 Cúp Quốc gia Sư Tử Trắng năm 2018. Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam thắng trận ra quân tại giải Futsal nữ châu Á. Liverpool giành quyền vào chung kết Champions League. Ở phần đầu bản tin, chúng ta hãy cùng đến với lịch thi đấu vòng 7 Nuti Cà Phê V-League năm 2018 sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Sau một tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho các trận đấu ở Cúp Quốc gia, V-League sẽ trở lại với các loạt trận ở vòng 7. Trên sân Thanh Hóa, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sẽ có màn ra mắt các cổ động viên nhà trên cương vị huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ FLC Thanh Hóa. Chớ chê thay, đối thủ của đội chủ nhà lại là câu lạc bộ Sài Gòn, đội bóng cũ của huấn luyện viên người Hà Nội. Chỉ trong hơn một năm mà có tới 3 huấn luyện viên lên nắm quyền, thì có thể nói tham vọng của FLC Thanh Hóa lớn tới cỡ nào. Vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng hiện thời là thách thức vô cùng lớn cho huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Sở hữu dàn cầu thủ chất lượng nhưng cũng đầy cá tính, việc kết nối những con người ấy thành một tập thể vững mạnh là điều đầu tiên ông cần làm. Với Sài Gòn FC, dù có kết quả không tệ ở hai vòng đấu gần đây, đội bóng của huấn luyện viên Phan Văn Tài Em vẫn chưa thoát khỏi nhóm cuối bảng. Chuyến hành quân lần này tới sân Thanh Hóa hứa hẹn sẽ lành ít dữ nhiều. Trong khi đó, trên sân 19 tháng 8 Nha Trang, Sana Khánh Hòa Bể Việt Nam sẽ tiếp đón đội bóng đến từ phố núi Hoàng Anh Gia Lai. Đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, Sana Khánh Hòa đang cho thấy sự khởi đầu đầy hứa hẹn. Sự ăn ý của các cựu binh lâu năm giúp lối chơi của đội bóng phố biển ngày càng hoàn thiện. Trong đội hình của Sana Khánh Hòa có hai cầu thủ mà Hoàng Anh Gia Lai cần đặc biệt cảnh giác là Nguyễn Hoàng Quốc Chí và Lâm Ti Phong. Trong một ngày đẹp trời, họ có thể khoan thủng bất cứ hàng phòng ngự nào. Với hàng phòng ngự không được đánh giá cao như của Hoàng Anh Gia Lai thì nguy cơ thủng lưới càng hiện rõ. Sự thiếu cân bằng trong lối chơi là điều mà huấn luyện viên Dương Minh Ninh cần khắc phục ngay tức thì. Khi tình trạng không làm thủ phá cứ diễn ra như hiện tại, thật khó để Hoàng Anh Gia Lai duy trì mạch chiến thắng một cách ổn định. Một trong những cuộc đối đầu rất đáng chú ý là Hà Nội đến làm khách trên sân Thống Nhất của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hai đội bóng này đang có những hướng làm bóng đá vô cùng chuyên nghiệp và bài bản. Dù vậy, kết quả trên sân lại phản ánh sự đối lập. Trong khi câu lạc bộ Hà Nội chém chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng, thì Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu khá thất thường. Đứng ở vị trí thứ 4 với 9 điểm, nhưng chỉ hơn 2 điểm so với đội đứng ở vị trí thứ 11 là FFB Đà Nẵng. Vì thế, chỉ một cú sẩy chân thôi sẽ khiến đội chủ nhà tụt lại trên bảng xếp hạng. Tất cả các trận đấu ở vòng 7 V-League sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Quý vị khán giả hãy chú ý theo dõi lịch thi đấu của chúng tôi để không bỏ lỡ các trận đấu với sự có mặt của những đội bóng mà mình yêu mến. Ngày hôm nay, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 1-8 Cúp Quốc gia Sư Tử Trắng năm 2018. Hôm nay mùng 3 tháng 5, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 1-8 Cúp Quốc gia Sư Tử Trắng 2018. Nội dung chính như sau: Quyết định số 165 cảnh cáo cầu thủ Đỗ Melo của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Sổ số Kiến Thiết Cần Thơ. Phạt 20 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 4 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2018 đối với cầu thủ Sầm Ngọc Đức của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể đối với cầu thủ Phan Văn Đức bên phía câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Phạt 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong năm 2018 với cầu thủ Trương Đình Luật của câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể đối với cầu thủ Olaha của câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An. Phạt 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2018 đối với cầu thủ Nguyễn Xuân Thành của câu lạc bộ FLC Thanh Hóa do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể đối với cầu thủ Phạm Quốc Ca trong trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Long An tại vòng 1-8 ngày 29 tháng 4 trên sân vận động Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ngày hôm qua, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã ra quân tại vòng chung kết Futsal nữ châu Á năm 2018 đang diễn ra tại Thái Lan. Các học trò của huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn đã nhanh chóng nắm thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc và liên tục áp đảo lên phần sân của đối phương. Sau tiếng còi khai cuộc, các cô gái áo đỏ vào trận có phần trôi choạc, thiếu tự tin ở những phút đầu tiên. Nhưng may là chúng ta vẫn kịp thời kiểm soát được tình hình và nhanh chóng lấy lại được thế trận sau những chỉ đạo kịp thời từ ban huấn luyện. Một loạt các cơ hội đã được tạo ra cho chúng ta,
nhưng tiếc là các học trò của huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn vẫn thiếu một chút may mắn trong khâu dứt điểm. Ngay cả khi đội bạn phải thi đấu thiếu người trong ít phút do cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa phải nhận thẻ đỏ phút thứ 12. Bước sang hiệp 2, tuyển nữ futsal Việt Nam tiếp tục tạo ra được một thế trận tốt và khiến cho Đài Bắc Trung Hoa phải chống đỡ vất vả trước các pha tấn công của chúng ta. Rốt cuộc, điều gì đến cũng phải đến. Phút thứ 29, Nguyễn Thị Châu vượt qua hậu vệ của Đài Bắc Trung Hoa rồi chuyền bóng vào trong để Nguyễn Thị Thành có mặt đúng lúc, dứt điểm chính xác mở tỷ số cho tuyển futsal nữ Việt Nam. Với cuối trận, các cô gái áo đỏ chủ động chơi chậm lại để giảm nhịp độ của trận đấu. Những các cơ hội ít ỏi mà đội chủ nhà tạo ra là không đủ để giúp cho tuyển futsal nữ Đài Bắc Trung Hoa có được điểm số đầu tiên tại giải. Trận đấu kết thúc với chiến thắng xít sao 1-0 nghiêng về tuyển futsal nữ Việt Nam. Với 3 điểm giành được, thầy trò huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn đã có được lợi thế không nhỏ trước khi bước vào trận đấu gặp Bangladesh vào ngày 4 tháng 5. Ở trận đấu còn lại của bảng B, Malaysia đã giành chiến thắng đậm trước Bangladesh với tỷ số 7-1, qua đó tạm đứng đầu bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên. Tin tức cập nhật, đa dạng và phong phú, những chuyển động của bóng đá trong nước và quốc tế trong một khung giờ hoàn toàn mới. Bản tin 24 giờ bóng lăn, 20:30 thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VFF Channel. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng chuyển sang tin tức bóng đá quốc tế. Với chiến thắng 5-2 ở lượt đi, Liverpool nhập cuộc đầy tự tin tại trận bán kết lượt về diễn ra đêm qua tại sân Olympico. Tuy nhiên, với hàng phòng ngự thiếu tập trung, thiếu chút nữa The Kop phải chia tay Champions League. Và đây cũng chính là thông tin cuối cùng trong bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. AS Roma tiếp đón Liverpool trên sân nhà Olympico sau khi đã để thua 2 năm ở trận lượt đi. Với cách biệt quá lớn, đại diện nước Ý tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thế nhưng khi trận đấu chỉ trôi qua được 9 phút, Roma đã phải nhận một gáo nước lạnh. Từ pha dàn xếp tấn công nhanh, Firmino có đường chuyền thuận lợi để Sadio Mane dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho đội khách. Có bàn thắng sớm, Liverpool càng trở nên nguy hiểm trong những pha phản công. Tuy nhiên đến phút 15, Roma bất ngờ có bàn gỡ hòa sau tình huống khá hy hữu. Trung vệ Dejan Lovren bên phía Liverpool nỗ lực phá bóng, nhưng anh lại sút bóng trúng mắt đồng đội James Milner khiến trái bóng bay ngược lại cầu môn đội nhà trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Karius. Những tưởng có bàn gỡ, Roma sẽ chơi hay hơn, nhưng hàng thủ của họ tiếp tục thể hiện sự lỏng lẻo khi để Wijnaldum đánh đầu quá thoải mái tái lập thế dẫn trước cho Liverpool chỉ 10 phút sau đó, đồng thời nâng tỷ số lên 7-3 sau 2 lượt trận. Bước sang hiệp 2, Liverpool chơi trùng xuống và chủ động cầm nhịp. Kể từ đây, Roma vùng lên mạnh mẽ khiến người hâm mộ nhớ lại những gì họ đã làm được trong trận tứ kết lượt về với Barcelona. Phút 52, Edin Dzeko có mặt đúng lúc quân bình tỷ số cho Roma. Không dừng lại ở đó, thì trong vòng 7 phút cuối trận, Razvan Nainggolan ghi liền hai bàn thắng, trong đó có một cú sút xa cực kỳ đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Chiến thắng 4-2 tuy không đủ để lật ngược thế cờ, nhưng Roma có quyền ngẩng cao đầu sau tất cả những gì đã thể hiện ở đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải năm nay. Như vậy, trận chung kết Champions League 2017-2018 sẽ là cuộc thư hùng giữa Liverpool và Real Madrid. Rạng sáng mai, Europa League cũng sẽ quyết định hai cái tên góp mặt ở trận đấu cuối cùng với hai trận bán kết lượt về giữa Red Bull Salzburg, Olympique Marseille và Atletico Madrid gặp Arsenal.